Hi guys, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với nhau về phần part 4 thôi. Và cái bài hôm nay chúng ta đi vào dạng quảng cáo. Dạng quảng cáo cũng là cái dạng mà chiếm 1% tương đối lớn trong bài thi thôi. Vậy thì đối với cái dạng quảng cáo này chúng ta cũng sẽ đi theo 4 phần. Thứ nhất, từ khóa để em nắm được là thì cái dạng quảng cáo người ta bắt đầu như thế nào, khác biệt so với cái bài gọi là hội thoại ở cái điểm gì. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ chuyển sang khởi động cũng như trải nghiệm, và cuối cùng chuyển sang phần luyện tập để nâng cao kỹ năng. Vậy thì từ khóa đối với cái mang tính chất quảng cáo thì như thế nào? Thường ví dụ our sales last for, tức là cái khuyến mại của chúng ta sẽ kéo dài. Em lưu ý cho cô cái từ last này là một từ rất đặc biệt. Thứ nhất, nó có thể đi với danh từ mang tính chất là trước, ví dụ như là last week. Cái này nghe là trước này. Ví dụ last week. Thế nhỉ? Nhưng cái thứ hai, cái từ last này được phép đóng vai trò là một động từ, và nghĩa là kéo dài. Vậy thì câu này là our sales, tức là giảm giá của chúng ta sẽ kéo dài trong bao nhiêu thời gian. Câu thứ hai là are you looking for, bạn có đang tìm kiếm cái gì đó không? Bao giờ cái mang tính chất chào mời cũng như thế. Bạn có đang tìm một cái máy gọi làm sao nhỉ, lau nhà vừa rẻ vừa bền không, đúng không? Hoặc là bạn đang muốn tìm một cái làm sao nhỉ, cái loại hàng hóa quần áo mà vừa rẻ vừa bền vừa đẹp đấy, kiểu như thế. Ở đây chúng ta có từ look đi về dưới từ for, có nghĩa là tìm kiếm. Tiếp theo đó là vent look no further, không cần nhìn đâu xa hơn cả. Cái cụm look no further là không cần nhìn đâu xa hơn. Tiếp theo là this is the only available for. Vậy từ key ở đây chúng ta lại có từ sale, tức là giảm giá. If you are in the market for, nếu như bạn đang trong cái thị trường hoặc là đang tìm kiếm cho cái việc gì đó. Hoặc là all of our products are 30% off the regular price. Đúng không? Ở đây chúng ta có từ 30% được phép đi với từ off. Off ở đây có nghĩa là giảm giá. Hoặc đôi khi người ta cũng nói thẳng giống như từ discount. Ví dụ người ta nói 30% discount thì em sẽ nghe được ngay. Nhưng đôi khi người ta sẽ không sử dụng từ discount mà người ta nói là 30% off the regular price hoặc original price. Original price có nghĩa là giá nguyên gốc. Hoặc đôi khi người ta sử dụng một từ gọi là khó hơn một chút, đó chính là từ markdown. Ví dụ như là markdown 30% cũng có nghĩa là được giảm giá 30% các em nhé. If you act now, I will give you discount up to, đúng không? Chúng ta xuất hiện từ discount. Cái từ up to này có nghĩa là lên đến. Đó, thì đấy là các cái từ key để em nắm được là đang quảng cáo đấy. Nào, chúng ta hãy cùng nhau thử sức với phần true or false các em nhé. Câu đầu tiên này, the advertisement is intended for senior. Câu này đầu tiên chúng ta sẽ phân tích. Ở đây chúng ta có cấu trúc be intended for. Be intended for có nghĩa là dự định, dành cho ai. Gốc của nó từ cấu trúc intend, từ verb mà ra. Đó. Tiếp theo nữa, ở đây chúng ta có từ senior. Senior là những cái người mà lớn hơn là bằng 60 tuổi. Tiếp theo, the retirement home comes with the furniture. Ở đây chúng ta có một danh từ ghép, retirement home tức là nhà dành cho những cái người mà để mình gọi là viện dưỡng lão đấy, tức là những người mà được nghỉ hưu rồi. Và come with có nghĩa là có, đi cùng với, furniture là nội thất. Và tiếp theo là there are 10 matches every week. Lưu ý cho cô từ key ở đây mình có từ matches. Match chúng ta sẽ có hai cách hiểu. Thứ nhất, ở trong trường hợp này đó là danh từ trận đấu. Và cách hiểu thứ hai chúng ta hiểu nó chính là nối hoặc phù hợp. Đấy, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm key. Thứ nhất, key của câu 1 chính là từ senior. Vậy em phải nghe cho cô liệu trong đó có những từ gì liên quan đến 60 tuổi hay không. Thứ hai, ở đây mình có từ key, đó là từ furniture, tức là có được nội thất hay không. Còn số 3, chúng ta sẽ có hai từ key. Thứ nhất là matches và thứ ba là every week, tức là hàng tuần. Đấy là các thông tin chủ chốt để em cần phải nghe. Vậy chúng ta hãy cùng nhau nghe nhé. If you are over the age of 60 and are planning for your retirement, come and take a look at the facilities we have available here at the Golden Gate Retirement Home. Our fully furnished rooms designed to meet all your needs include central air conditioning, a group dining area, a game room, and a personal nurse for your convenience. In addition, we also provide facilities like our tennis court, the lawn bowling area, and the indoor swimming pool to help keep you fit. Once you visit our place, you will realize what sets us apart from the others.
Ok, nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào chữ bài các em nhé. Nào, chúng ta hãy cùng nhau thông qua bài điền từ các em nhé. Bài này hơi dài, cho nên các em hãy nghe cho cô. Nếu không nghe được thì hãy tua lại một lần để nghe và điền cho cô đấy nhé. Nào, bắt đầu. If you are over the age of 60 and are planning for your retirement, come and take a look at the facilities we have available here at the Golden Gate Retirement Home. Our fully furnished rooms designed to meet all your needs include central air conditioning, a group dining area, a game room, and a personal nurse for your convenience. In addition, we also provide facilities like our tennis court, the lawn bowling area, and the indoor swimming pool to help keep you fit. Once you visit our place, you will realize what sets us apart from the others. Ok, nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào chữ bài các em nhé. Câu này hơi dài, các em sẽ nghe từ đầu cho đến câu này cho cô này. Được chưa? Đây chúng ta hãy phân tích đã. Ở đây chúng ta có động từ to be or, đúng không? 60. Đấy, thì ở đây chúng ta có một số thôi. Có khả năng đây sẽ là một giới từ. Có khả năng thôi. And we are planning for you, for your. Chúng tôi đang lên kế hoạch for your. Có từ your ở đây. Vậy đứng sau ở đây chúng ta có một danh từ. At the facility, ở đây chúng ta có từ facility tức là cơ sở, vật chất, cơ sở, vật chất. And we have available here at the Golden Gate Retirement Home. Nào, nghe lại cho cô nhé. If you are over the age of 60 and are planning for your retirement, come and take a look at the facilities we have available here at the Golden Gate Retirement Home. Ok, như vậy câu đầu tiên chúng ta ở over the age of, tức là quá cái tuổi. The age of cộng với số tuổi, tức là mang tính chất tuổi tác. Ví dụ như là you are, I'm 6 years old, tức là tôi chỉ có 6 tuổi thôi. Thì mình có từ là the age of 6, tức là tầm 6 tuổi. Hai cách nói. We are planning for your retirement. Retirement đây là danh từ có nghĩa là nghỉ hưu. Nghỉ hưu. Đúng không nhỉ? Và gì? Come and take a look. Đây chúng ta có một cái verb nguyên thể này, đúng không? Come and take a look. Chúng ta có cụm take a look là hãy xem. Quan sát. Ví dụ như là khi em vào một cái hàng, please take a look hoặc have a look, tức là bạn hãy cứ xem đi. Đấy, sau đó chọn quyết định xong. Nào bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp theo cho cô đến câu này hơi dài đấy nhỉ. Câu này em nghe cho cô đến đây nhá. Đấy, sau đây chúng ta hãy cùng nhau phân tích này. Our chấm chấm designed to meet. Vậy có từ our ở đây, chúng ta cần cho cô một danh từ. Designed to meet all your needs. Ở đây chúng ta có cấu trúc meet somebody need, tức là đáp ứng được nhu cầu. Đáp ứng nhu cầu. Include, đúng không? Ở đây chúng ta có từ include là bao gồm. Vậy đứng đằng sau động từ chúng ta sẽ cần một danh từ này. Phẩy này, ơ này. Sau ơ chúng ta cũng cần một danh từ. Nhưng mà danh từ này bắt đầu bằng một nguyên phụ âm. Lại ơ tiếp là chúng ta lại cần một danh từ. And, ơ, chúng ta cũng cần một danh từ. Và ở đây chúng ta có từ convenience, có nghĩa là thuận tiện. Thuận tiện. For your convenience, tức là cho cái sự thuận tiện của bạn. Đây chúng ta hãy nghe và chữa nhé. Our fully furnished rooms designed to meet all your needs include central air conditioning, a group dining area, a game room, and a personal nurse for your convenience. Ok, như vậy câu đầu tiên, our fully furnished rooms. Ở đây chúng ta có cụ fully furnished. Trước cái từ furnished có nghĩa là được trang hoàng. Trang hoàng. Vậy thì fully ở đây chúng ta dịch là được trang hoàng một cách đầy đủ. Đấy là thiết kế đây tất cả include central air conditioning. Air conditioning có nghĩa là điều hòa. Đây này có nghĩa là điều hòa. Nó cũng không có cho biết thì em biết tạm nghĩa cho cô nhé. Group dining area. Ở đây chúng ta có cụm dining area có nghĩa là khu vực ăn uống. Dining area là khu vực ăn uống. Game room là phòng chơi đúng không? And a personal nurse for you. Personal nurse là y tá cá nhân. Đó, chúng ta nghe tiếp tục cho cô đến câu này nhá. Nào, chúng ta trước khi nghe thì hãy phân tích này. In addition, cái này mình dịch là thêm vào. Thêm vào. We also provide facilities. Chúng ta cũng cung cấp những cái light hour. Như ở đây chúng ta có một danh từ này. The lawn bowling area, tức là cái khu vực mà có thể chơi bowling này, đúng không? And the indoor swimming pool to help. Và help đây đứng ra sau chúng ta có thể là một danh từ, hoặc một tân ngữ, hoặc có thể là một động từ cũng được. Vì cái từ help là một từ rất đặc biệt đi được với tất cả các vấn đề.
Bây giờ chúng ta nghe lại và chữa nhé. In addition, we also provide facilities like our tennis court, the lawn bowling area, and the indoor swimming pool to help keep you fit. Ok, như vậy chỗ đầu tiên em được là gì? Our tennis court, đúng không nhỉ? Đấy, theo là, tức là cái gì đây? Là sân tennis này, đúng không? The lawn, tiếp theo là help keep you fit, đấy. Cộng verb nguyên thể này, keep somebody fit, tức là giữ được cái thể hình mang tính chất là sao nhỉ? Cân đối, cái từ keep được phép đứng đằng sau là một tính từ. Ví dụ như là giữ bình tĩnh thì mình có cụm là keep calm. Đó. Cho nên keep fit ở đây là giữ cho cơ thể cân đối. Này, nghe cho câu cầu kinh watch from the others, đúng không? Đứng đằng sau watch này thì có khả năng là một danh từ. Đấy, bây giờ em nghe lại cho cô sau đó thì xem có đúng không nhá. Bắt đầu. Once you visit our place, you will realize what sets us apart from the others. Rồi. Thì câu này là cái gì? Không phải cái từ watch này là cái mà set us apart. Câu này sẽ có sự nối âm set us apart. Set somebody apart là làm cho ai khác biệt. Apart là làm cho ai đó khác biệt. Set somebody apart là tách riêng ra. Đương nhiên trong cả một cái tập thể như thế mình tách riêng ra tức là mình là người khác biệt. Để cho nhờ. Câu này là khi bạn đến thăm thì bạn sẽ thấy tôi sẽ khác biệt với cái chỗ khác như thế nào. Đấy thì đấy là bài này. Bài này cô đánh giá là một bài khó, có nhiều từ vựng khó. Cho nên những từ vựng nào em không biết thì nhớ ghi chép lại cho cô để học nhá. Ok, cho nên chúng ta sẽ quay trở về chữa câu này. Chúng ta nhận thấy là cái quảng cáo này thì dành cho những cái người senior. Thì ở đây có một câu như sau: nếu như bạn trên 60 tuổi, vậy thì câu này hoàn toàn đúng. Câu thứ hai là cái retirement comes with furniture, tức là các cái nhà mà nghỉ hưu này thì có bao gồm là gì? Nội thất. Vậy thì ở đây là gì? Câu này rất đúng, đúng không nhỉ? True. Và cái cuối cùng là there are tennis matches every week. Đấy, thì câu này chúng ta cũng chọn là đáp án đúng là gì? Chúng tôi sẽ cung cấp là gì nhỉ? Facility our tennis court, đúng không? Thì em lưu ý cho cô cái này là chỉ là tennis court thôi, tức là cái sân để tập tennis thôi, chứ chúng ta không liên quan đến từ matches. Ngoài ra ở đây có từ every week là mỗi tuần, cũng hai yếu tố sai, cho nên câu này hoàn toàn là false em nhá. Vậy cho nên là nếu như trong đề bài mà người ta nói một câu như sau: what does the speaker mention about the place? Tức là cái người nói này nói gì, đề cập gì về cái place này. Câu A là good place for vacation, tức là một cái nơi tốt cho kỳ nghỉ. Câu B là better than other place, nó sẽ tốt hơn những cái nơi khác. Câu C là it's inexpensive, không hề đắt. Và câu đi là long visiting hours, tức là có những cái thời gian thăm dài. Vậy thì câu này chúng ta thấy có một câu cuối cùng như sau: cái một khi bạn đến thăm của chúng tôi thì bạn sẽ nhận ra là cái gì giúp cho chúng tôi khác biệt với, đúng không nào? Vậy thì câu này đáp án đúng của nó phải là đáp án B. Người ta rất là tự tin, người ta so sánh, người ta sử dụng hàm từ set us apart, tức là chúng tôi tách biệt ra hẳn, tức là chúng tôi tốt hơn rất là nhiều. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần trải nghiệm nhá. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào phân tích, sau đó thì cùng nghe nhá. Câu nhất, what kind of business is being advertised? Em lưu ý cho cô cái cấu trúc what kind of, có nghĩa là loại gì. What kind of. Ví dụ, what kind of music do you like? Loại nhạc gì mà bạn thích? A coffee shop là một cái cửa hàng coffee này. A delivery service tức là một cái dịch vụ giao hàng. Newspaper company là một cái công ty là về báo này. A stationery store là cái cửa hàng liên quan đến văn phòng phẩm. Coffee shop là một cửa hàng cà phê này. Delivery service là dịch vụ vận chuyển. Newspaper company là công ty báo và văn phòng phẩm. Tiếp theo, what is being offered at half of the real price? Lưu ý cho cô key ở đây là half of the regular price, tức là một nửa giá nguyên thủy, giá nguyên gốc. A copy paper là giấy copy. Weekend newspaper là báo cuối tuần. Câu C là photocopying service là dịch vụ photocopy. Và câu D là local delivery service, tức là giao hàng địa phương. Nhớ key ở đây là regular price, một nửa nhé. Tiếp theo, when does this business open? Vậy câu này liên quan đến thời gian. Và key ở đây từ open 7, 8, 9, 10. Tất cả đều là giờ sáng. Vậy các em bắt đầu nghe và chọn cô đang làm đúng nhé. Supply Depot is having a bid sale on all items this week. We have a special deal on paper, pens, file folders at 30% off their regular prices. Also, this week, we are going to give you a 50% discount on any copies you make in our store. This is a great time to run off those bulk copies you have been thinking of doing.
And, of course, delivery is available at a minimal cost. So, come to Supply Depot this week and take advantage of our big sale. Our store hours are from 9 to 8 every day. Ok, bây chúng ta hãy cùng nhau đi về chữa bài nhé. Chúng ta hãy cùng nhau chữa bài thông qua bài điện tử. Cái thứ nhất là em nhận, đấy, bài này hơi dài một chút thì chúng ta hãy cùng nhau nghe và điện tử, sau đó thì chúng ta cùng nhau chữa bài em nhé. Supply Depot is having a bid sale on all items this week. We have a special deal on paper, pens, file folders at 30% off their regular prices. Also, this week, we are going to give you a 50% discount on any copies you make in our store. This is a great time to run off those bulk copies you have been thinking of doing. And, of course, delivery is available at a minimal cost. So, come to Supply Depot this week and take advantage of our big sale. Our store hours are from 9 to 8 every day. Ok, nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghe từng câu một và chữa. Sau đó thì em học cô thông qua nó thì em học thêm cho cô từ vựng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chữa bài em nhé. Em hãy nghe lại cho cô từ đầu đến câu này nào. Is having on own items. Như vậy, ở đây của chúng ta có động từ. Cái động từ have này có một điều đặc biệt, đó là đứng đằng sau được phép là một danh từ hoặc là một phần từ hai. Vậy em nghe cho cô, sau đó chúng ta điền nhé. Supply Depot is having a bid sale on all items this week. Như vậy chúng ta là gì? A bid sale on all items this week. A bid sale có nghĩa là đồng gian được giảm giá. We have chấm chấm chấm, đúng không? Cho đến đây nào. Câu này thì có ơ rồi, chắc chắn chúng ta điền đây phải được danh từ rồi. Paper, pens, files, folder, 30% off there. There ở đây, vậy đứng đằng sau chúng ta có một danh từ. Em nghe cho câu này nhá. We have a special deal on paper, pens, file folders at 30% off their regular prices. Ok, như vậy have a special deal on, đúng không? Special deal tức là một cái deal đặc biệt, tức là một cái thỏa thuận đặc biệt. Tóm lại là được giảm giá. There, a regular prices, tức là cái giá bình thường. Và key ở đây là 30%. Em nghe tiếp cho cô cho đến câu này. You are, với trong chấm này chúng ta có một danh từ. Tuần này thì bạn sẽ, chúng tôi sẽ cho bạn một cái gì đấy on any copies. Bất kỳ một cái copy nào mà bạn in ấn ở trong cái store của chúng tôi. Bắt đầu nghe nhá. Also, this week, we are going to give you a 50% discount on any copies you make in our store. Rồi, câu này mình nghe thấy là 50% discount. À, từ kỳ là 50% đây rồi. Đó. Chúng ta nghe tiếp tục nào. This is a, sau a thì chúng ta có một danh từ to run off those, đúng không? Those ở đây thì chúng ta đứng ra sau nó cũng là một danh từ số nhiều. You have been thinking of doing. Bạn đang nghĩ lâu lắm rồi. Nghe cho cô câu này nào. This is a great time to run off those bulk copies you have been thinking of doing. Rồi. Như vậy số đầu tiên là a great time. Đây là một rất là tuyệt vời. To run off those bulk copies you have been thinking of doing, đúng không? Đây là một thời gian rất là tuyệt vời về những cái bản copy mà bạn dự định làm rồi. Đấy, cái từ bulk có nghĩa là một tập, một đống rất là nhiều. And of course, at a minimal cost. Ở một giá rất là thấp. Vậy chúng ta nghe cho câu này nào. And of course, delivery is available at a minimal cost. Rồi, câu này là deliveries is available at minimal cost. Tại sao câu này cũng không phân tích? Bởi vì ở trong trường hợp này là ở cái giá tối thiểu. Ở cái đây, đứng ở đây nó chỉ là một trạng ngữ để bổ sung thôi. Nó chưa đủ. Thì như vậy ở đây chúng ta cần một câu delivery is available. Delivery ở đây là chủ ngữ động từ to be và một tính từ. Vận chuyển thì là ở giá làm sao thấp nhất, đúng không? Em nghe cho câu cuối cùng. And so come to, đúng không? And vậy khi có and thì đồng đẳng xảy ra. Vậy có khả năng đồng đẳng với từ come, tức là một verb nguyên thể. Em cứ nghe cho cô nào. So come to Supply Depot this week and take advantage of our big sale. Our store hours are from 9 to 8 every day. Rồi, như vậy em nghe được cái từ gì nhỉ? À đấy, take advantage of. Ở đây chúng ta có cấu trúc là take advantage of, có nghĩa là tận dụng. Tận dụng. Đó. Và ở đây mở cửa từ 9 giờ cho đến from 9 to 8 every day, từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, được chưa nhỉ? Câu này chúng ta cũng có thêm một cái từ nữa, từ minimal cost. Có nghĩa là giá thấp nhất, giá tối thiểu. Đấy. Được chưa nhỉ? Rồi, đấy thì đấy là toàn bộ cái bài này. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về lại cái bài kia để tìm ra đáp án đúng nhá. Ok, như vậy chúng ta đã trả lời ngay được cái câu số 1, cái loại hình business gì đang được cung cấp đây, đúng không? We have special deal paper, pens and file folder. Tất cả những cái này được chính là gì? Văn phòng phẩm, các cái đồ liên quan đến văn phòng. Thế còn câu số 2 này, cái gì đang được offer, nhớ cho cô là half là một nửa. Bao giờ những cái câu mà người ta cho một nửa thế này này thì em lưu ý cho cô, kiểu gì người ta sẽ cho em rất nhiều phần trăm để cho em loạn. Đấy. Và đây em nhận lại 30%, 50%, đúng không nào? Và đây chúng ta chọn được chính là 50% ở cái việc copy này. Nên đáp án đúng chính là đáp án C. Dịch vụ photocopy.
Và đấy còn câu số 3 ở đây là thời gian bắt đầu. Như vậy key ở đây là từ open. Vậy thì ở đây chúng ta cũng có từ gì? Store hours. Lưu ý cho cô ở đây mình có từ open, nhưng ở đây chúng không có từ nào liên quan đến open cả. Và người ta chỉ nói đến 9 đến 8 thôi. Vậy em sẽ chọn là đáp án đúng chính là đáp án C. Đấy, thì đấy là liên quan về các cái bài giảm giá ở với mức độ gọi là hình thức cơ bản nhất để em nắm được. Đó, thì đấy là chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo của phần part 4 em nhé.